Nam trang phục đỏ, gặp vận động viên Nguyễn Văn Trường đơn vị Hà Nội trang phục xanh. Sau trận thi đấu này mời hai vận động viên Nguyễn Hữu Định đơn vị Hà Nội và Phùng Khắc Chính đơn vị Hà Nội chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Đấu Vật Việt Nam để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Anh lên trên đấy, anh lên trên khán đài, ghế xuống dưới đây, ngồi luôn đấy, chân sáng lên ngồi, quay nào đấy nha, ngồi sáng sáng rồi, ngồi sáng. Trứng chắc chắc này. Mời hai vận động viên đứng trước thảm trọng tài công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Nguyễn Văn Trường, đơn vị Hà Nội, trang phục xanh thắng cuộc.